Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn, và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị. Các idol xứ Hàn thì đều là những người được chọn lọc cả về ngoại hình và tài năng. Từ đường nét khuôn mặt, thân hình cho đến làn da của họ thì luôn là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Những idol trong danh sách dưới đây sinh ra đã có được làn da trắng bật tông, sáng đến mức bị tưởng là đánh phấn quá đà. Họ có được nước da trắng đến mức được nhận xét là sáng bừng, kể cả trong bóng tối, và các thành viên của BTS bất ngờ cân cả những mỹ nhân khác. Thứ nhất, Yehun của NCT 127. Không chỉ sở hữu đường nét gương mặt như hoàng tử, Yehun của NCT còn có được làn da trắng mịn, bật tông cực nổi bật. Dù nhuộm tóc màu sáng hay tối, làn da của Yehun cũng cân được tất. Thứ hai, Daehun của TWICE. Trong đội hình của TWICE thì Daehun luôn là thành viên nổi bật nhất, kể cả khi đứng bên cạnh những mỹ nhân xuất chúng như là Sana hay là Chewie. Nguyên nhân nằm ở việc nữ idol này sở hữu làn da trắng đến mức nhiều người tưởng rằng cô nàng đánh phấn quá đà. Thứ ba, Chen Xiao của Cosmic Girl. Idol xuất thân từ Trung Quốc Chen Xiao có thể cân được mọi kiểu trang phục, màu tóc và đặc biệt tôn lên màu son đỏ chót nhờ làn da trắng như bạch tuyết. Thứ tư, Taeyeon của SNSD. Taeyeon của SNSD chính là một trong những idol được mệnh danh là nỗi sợ hãi của mọi idol khác vì làn da có khả năng dìm mọi người đứng bên cạnh. Taeyeon từng bị Soyeon phàn nàn vì sở hữu làn da trắng đến mức mà mỗi lần chụp ảnh cùng đều khiến người bên cạnh đen đi trông thấy. Cũng nhờ làn da bạch tuyết, trưởng nhóm của SNSD không sợ khi để tóc màu trắng sáng hay là tối. Thứ năm, Guzi của Seventeen. Guzi cũng là cơn ác mộng của các thành viên Seventeen. Anh chàng chẳng cần trang điểm nhưng cũng đủ trắng để khiến các đồng đội khóc thét vì bị dìm. Hiếm ai mặc áo trắng mà trắng đến mức tông số tông luôn với trang phục như là Guzi. Thứ sáu, Wendy của Red Velvet. Wendy từng được fan gọi là công chúa bạch tuyết của Red Velvet nhờ làn da trắng đến khó tin. Cô nàng đặc biệt nổi bật khi nhuộm tóc màu sáng và hô biến luôn thành thiên thần thanh khiết với tổng thể hoài hòa. Thứ bảy, Suga của BTS. Guzi đã trắng thì Suga của BTS còn đỉnh hơn. Anh chàng trắng đến mức suốt ngày bị nhầm thành bị bệnh đến mức nhợt nhạt khó tin. Suga đặc biệt hợp để tóc trắng hay bạch kim vì nước da trời cho. Thứ 8, IU. Em gái quốc dân IU cũng là một trong những idol trắng đến mức nhợt nhạt, mặc đồ trắng là như biến mất cùng trang phục. Nhưng cũng nhờ nước da trắng bẩm sinh mà IU dễ hóa thân thành tạo hình công chúa thần tiên phù hợp với concept âm nhạc mà cô nàng theo đuổi. Chúng mình là Top Sao Hàn, và bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.